Vâng, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Thì hôm nay em lại về một chiếc Hyundai Venna sản xuất 2008, đăng ký 2009. Động cơ 1.5, phiên bản số sàn, máy dầu 100 cây trước này ăn tầm độ 4 lít dầu anh em nhé. Mang biển số 15A21031. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho anh em được xem. Vâng, sơn xi của chiếc xe thì màu trắng. Dàn bốn lốp của nó còn đạt đến 70-80% anh em nhé. Dàn bốn lốp còn khá là đẹp luôn, tích hợp xi nhan bên sườn. Đây, chiếc Hyundai Venna bản đồ, máy 1.5, máy dầu anh em nhé. Đấy, sơn xi khá là ok. Đây, chiếc Hyundai Venna nhập khẩu Hàn Quốc. Hai cụm đèn phanh thì rất sáng bóng đều nhau. Và sau đây em sẽ đi vào phần gầm cho anh em xem. Vâng, đây là phần gầm của chiếc Hyundai Venna nhập khẩu Hàn Quốc, phiên bản số sàn, máy 1.5. Đây, gầm bệ thì khá là ok anh em nhé. Anh em xem và cảm nhận. Và sơn xi của nó thì rất sáng bóng sạch sẽ. Đấy, dàn bốn lốp của nó còn cũng còn khá là đẹp anh em nhé. Đấy, đây là phần cua lốp của xe. Và sau đây em sẽ đi vào phần nội thất cho anh em xem. Vâng, đây là phần nội thất của chiếc xe. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe. Đây, chiếc Hyundai Venna bản đủ anh em nhé, máy dầu. Còn đây là phần táp lô táp ly, cánh cửa đằng sau bên phụ. Trần lỉ nguyên bản theo xe, nó bọc lớp ni lông. Đây là phần ghế da đằng trước. Đầu đài nguyên bản theo xe. Phần vô lăng, quải số, phanh tay. Đây phần táp lô. Còn đây là phần táp lô táp ly, cánh cửa đằng trước bên phụ. Phần âm thanh, đây phần hốc bản lề. Xe rất cứng xe anh em nhé. Đây chiếc Hyundai Venna nhập khẩu Hàn Quốc bản sedan hai đầu, tiết kiệm nguyên liệu. Hai cụm đèn pha rất sáng bóng đều nhau. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 192 triệu đồng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em Nghị theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Em là Nghị. Địa chỉ của em ở km 11 Cống Trắng, Quán Toan, Hải Phòng. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Thất thì khá là ok. Còn đây là bảng tổng của kính chỉnh điện. Phần âm thanh,
Vâng, đây là phần cốp của xe. Dòng bản sedan hai đầu thì cốp xe rất rộng rãi. Và đây là phần lắp capo. Đấy, lắp của cốp anh em nhé. Vâng, đây là phần lốp sơ cua. Kích lốp. Vâng, đây là phần bô lăng của xe. Đây, bô lăng khá là đẹp luôn. Và sau đây em sẽ lổ máy cho anh em xem. Vâng, máy đã lổ anh em nhé. Đấy, điều hòa. Đấy, điều hòa cực mát luôn. Đây là chiếc Hyundai Venla phiên bản số sàn, nhập khẩu Hàn Quốc. Máy dầu. Còn đây là phần của số anh em nhé. Phanh tay. Đây là hộp đựng đồ. Đây là chắn nắng này. Chắn nắng hai bên đầy đủ này. Alo. Vâng. Dạ. Em có 24, 25 thôi anh ạ. Con 215 đấy là 252 ạ. Vâng, thì em có cái đời 22 đấy. Vâng. 165 anh ơi. Vâng. Dạ. Có rồi anh ạ. Em còn nhiều. Vâng, em có con 235 đời 2009. Vâng. Vâng. Em ở ngã tư của toàn Hải Phòng anh em. Vâng. Vâng. Thì lúc nào anh xuống anh alo cho em. Vâng. Có rồi anh ạ. Vâng. Vâng, vâng, ok. Dạ vâng, có gì anh để trước kìa. Vâng, em chào anh. Vâng. Và sau đây em sẽ đi vào phần tổng quan khoang máy cho anh em xem. Đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Venla sản xuất 2008 đăng ký 2009. Phiên bản số sàn máy dầu. 100 cây trước đây em tầm độ 4 lít dầu anh em nhé. Đấy, máy rất cô đó cho xem anh em. Đấy, lớp để nguyên bản theo xe nó vẫn còn anh em này. Máy cực chất luôn. Tiết kiệm nguyên liệu, thương hiệu Hàn Quốc, là chiếc Hyundai Venla nhập khẩu Hàn Quốc. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị,
địa chỉ của em ở km 11 cống trắng quán toan Hải Phòng. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865. Em đề nghị anh em nào mà xem video của mình hãy like đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Ô tô cũ Đoàn Nghị, địa chỉ ở km 11 cống trắng quán toan Hải Phòng. Vừa quay tổng quát tổng thể một chiếc Hyundai Venna sản xuất 2008, đăng ký 2009, phiên bản số sàn, máy dầu 100 cây trước đây, tầm độ 4 lít dầu anh em nhé. Anh em nào đúng chân mẫu xe này thì hãy liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Anh em nào mà xem video của mình hãy nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà mình đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau.